Dạ có dịp Vinh viết mời cô Huyền Linh ạ. Mời cô Huyền Linh ạ. À, em xin lỗi. Dạ em run quá. Dạ có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ đến với em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Đẹp quá. Ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, với lại chào toàn bộ quý vị khán giả và chào bạn nữ. Em là Phạm Văn Nghĩa và đến từ Nha Trang, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Năm nay em 28 tuổi. Quang làm gì, Quang Nghĩa làm gì? Dạ em ở Nha Trang thì em cũng tự kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì Nghĩa? Em kinh doanh về nhà nghỉ với lại quán hải sản. Dạ, với lại kinh doanh bất động sản nha nhà. Trời ơi, nhưng mà nhà gái. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, nhà đàn trai và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyên, tên đầy đủ là Trần Thị Trúc Nguyên. Dạ, năm nay em 29 mùa lá đổ, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa một lần nắm cổ tay ai luôn. Dạ em đọc cho trôi vần à cô. Dạ. Em đến từ Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Dạ, hiện nay thì em đang là nhân viên kinh doanh một nhà hàng tại thành phố Tuy Hòa. Dạ, ngoài ra thì em có làm thêm công việc là hướng dẫn viên địa phương tại Phú Yên. Ồ vậy hay hả? Quá. Dạ. Cũng hợp lý ha. Dạ nhưng mà em thì là quê ở Phú Yên. Quê Phú Yên luôn. Dạ. Hỏi coi ở đâu. Bạn nữ Phú Yên ở Tuy Hòa luôn hay là ở đâu bạn? Dạ em ở Tuy Hòa luôn anh. Mình ở Sông Cầu. Đúng rồi, nói tiếng Phú Yên ấy, em nói được không? Dễ thương lắm luôn á, tiếng Phú Yên á. Dạ có dịp con xin phép mời cô Huyền Linh về. Mời cô Huyền Linh về. Em xin lỗi. Dạ em run quá. Dạ có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ đến Phú Yên em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay. Hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Dễ thương ha. Bây giờ bạn trai giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho nhà gái biết đi. Em thì kinh doanh cho nên điểm mạnh của em thì là có một chút quyết đoán, sống tự lập được. Em cũng có tài lẻ là ca hát. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói nhưng mà hay hành động nhiều hơn. Hành động ừ. Được á, anh hồi nãy không có hành động, anh nhắn tin không à. Mình nói điểm mạnh điểm yếu, mình nói tiếng Phú Yên đi. Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, tốt tính, khá là hoạt bát. Dạ. Đôi khi hơi tưng tửng chút xíu quá. Nhưng mà em cũng là người biết quan tâm và chia sẻ. Về điểm yếu thì em bị thiếu tính quyết đoán. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính tình cô. Còn có vài tìm hiểu thêm vài bạn, một vài mối tình vụn vặt. Dạ. Bây giờ 2 mối tình chính của mình là kéo dài được bao lâu? Cái đó em không biết có được gọi là mối tình hay không. Nhưng mà cái đó gọi là người ta nói là tình đầu cô. Cái đó là tình đơn phương thôi. Nhưng mà thật sự là em rất là ấn tượng với cái mối tình đầu của mình. Đơn phương mấy năm? 5 năm cô. Đối phương không biết luôn á? Dạ không biết luôn. Wow. Em còn không biết là đến bây giờ anh đã có biết hay không nữa. Ồ vậy đó hả? Là được bao lâu? Mối tình thứ 2 thì được... 1 năm cơ. Tụi em cũng quen xa rồi, lúc đó em cũng còn trẻ, nói chung suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Mời nhà trai. Nhà trai mấy mối tình? Em thì tính chính thức thì em cũng có 4 mối tình rồi. 4 mối chính thức. Ít nhất là mấy tháng? Dạ, ít thì cũng 5 đến 6 tháng. 5? Dạ, dạ, nhất là gần 3 năm. Trời ơi. Trong thời gian đó thì em cũng mới đang đi học với lại cũng mới ra trường đi làm á, cho nên là cũng mình cũng ít biết quan tâm đến đối phương. Mình phải rút kinh nghiệm nè, đàn ông là phải quan tâm chăm sóc cái mối tình đó. Nhiều lần thì hai người cũng không có tìm được điểm chung hay bất đồng quan điểm với nhau á, cho nên thì cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thì khi đó thì em cũng tức là khi buồn thì em hay đi chơi với bạn bè này kia, cũng lâu lâu thì cũng có nhắn tin với bạn kia thì làm người nữ buồn hơn, thì cho nên là không chấp nhận được. Đúng rồi, mình đang quen ta đi nhắn tin ta buồn, đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha, chào con, trẻ măng nha. Nãy hai mấy, 29 hả? Dạ. Bên đây 28 hả? Dạ, 28. Ủa vậy đây lớn hơn tuổi hả? Dạ. Vậy đây tưởng đâu đây lớn hơn đây chứ. Sao vậy chú? Hả? Tại thầy trẻ quá. Dạ, bên đây dầm nắng dậy mưa đi bán đất đai rồi đó. Thành nó hơi đen chút thôi. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Ủa bên đây 28 ta kêu bằng anh, 29 kêu bằng chú. Nó sai sao ta? Dạ vậy để em đổi.
Em đổi ra thôi, muốn kêu gì kêu, chú bác gì kệ đi. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là cao khoảng 1m67 trở lên. Ủa sao ngang từ 67 vậy? Dạ, ngoại hình dễ nhìn. Dạ. Dạ, tính tình thì vui vẻ, hoạt bát cũng được chứ, mà trầm tính cũng được, tại vì người con kiểu dễ tính. Dạ. Dễ tính. Dạ. Nhưng mà anh đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ một xíu. Và lại là ảnh nên có tính quyết đoán giúp con, tại vì con ít có quyết đoán lắm. Con nói là anh quyết đoán đó, không? Dạ. Và không gia trưởng, trung thủy là được. Được không? Dạ được, cái đó là cái cũng là điểm mạnh của em. Điểm mạnh vậy tốt rồi. Thích 1 muối hay 6 muối? À, dạ đương nhiên 6 muối, 6 muối tốt hơn rồi. Dạ. 6 muối lớn tuổi nó cũng dồn về muối à. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đi, em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em là bạn Bảo Thái. Vâng, chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, cũng như là chào bạn nữ cũng như là tất cả khán giả trong trường quay. Con thì chơi chung với Nghĩa chắc là trên dưới 15 năm. Bạn nữ thì rất là dễ thương, hoạt bát. Với cái tính quyết đoán của Nghĩa thì con nghĩ hôm nay bấm nút không là thuộc về Nghĩa. Nhưng mà dù Nghĩa lựa chọn như thế nào thì cái nhóm của tụi con có 7 đứa thì sẽ luôn ủng hộ Nghĩa hết mình. Rồi Cương đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em gái. Lời đầu tiên xin chào hai MC Quyền Linh, Hồng Vân. Xin chào nhà trai, xin chào cháu trai. Xin chào trường quay. Mình là mẹ của con gái Trúc Nguyên. Mẹ có nhận xét về bên bạn trai, về ngoại hình thì cũng ưa nhìn. Nói chung là những cái tính mà bên bạn trai đưa ra thì nó có những cái ý mà có thể bổ sung và tương đồng với con gái. Hai con ấy là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Mẹ luôn ủng hộ con gái và tin tưởng vào quyết định của con. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Rồi, mình đứng lên trao quà nào. Cái hay nhất mà rào vừa mở liếc qua coi cái người mà mấy chục năm mà chưa gặp đó. Anh cảm ơn quà có dễ thương. Đẹp quá. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn em. Em thì em 29, là sinh năm 91 hay 92? Dạ, 91 ạ. Anh 92 hả? Dạ, anh 92. Không, làm trai thì cứ làm anh đi chị. Đúng rồi. Nói thiệt ra là nhìn là tưởng là chú dắt cháu đi chơi đó. Nói cho chú biết. Chú tưởng chú trẻ lắm hả chú? Không, em cũng không nhận em trẻ. Em đa số là bạn em thì không ai nghĩ là em là sinh năm 92. Bởi vậy chú cứ mạnh dạn chú xưng anh đi. Dạ. Hả, em thấy em gái thế nào? Dạ. Bạn gái thì cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng tương đối là ngọt ngào. Và đặc biệt là ở cùng Phú Yên với em thì cũng cũng gần. Em sống Nha Trang nhưng mà ra Tuy Hòa thì cũng gần. Chạy qua Đèo Cả là tới. Bạn gái, cảm nhận dạ. Bạn trai thế nào? Dạ thì em đúng là hơi lớn hơn so với tuổi của anh. Dạ, nhưng mà chắc là do anh làm việc nhiều. Mà. Dạ. Người của công việc, dân làm ăn mà, phong ba bảo táp. Nhưng mà em thích người già như anh không hay là thích người trẻ? Dạ sao còn như em có giới thiệu là chỉ cần tình cảm mà cảm thấy tốt là được, chứ em cũng không quá quan trọng về mặt ngoại hình. Vậy là anh cũng từ Nha Trang vào đây quay? Đúng rồi, anh mới vào tối qua. Hỏi đi bằng gì? Chúc mình về chung. Em đi với gì vào? Dạ em bay từ Tuy Hòa vào. Khi nào em về? Dạ thứ bảy em về. Dạ. Là ở tranh thủ ở lại chơi hả Cưng? Dạ em ở lại ngày chơi cô. Dạ em thì cũng chưa tính, có thể sắp xếp được. Rồi bây giờ mình bàn tới đi, khoảng bao lâu kết hôn được, hỏi đi em trai. Nếu mà quen nhau thì em dự định có cần phải thời gian không hay là niềm tin đủ lớn là được? Niềm tin đủ lớn là được. Dạ. Còn 1-2 tháng không thành vấn đề. Dạ đúng rồi. Thì anh cũng vậy, anh cũng nói chung là khi mà hai người yêu nhau rồi chấp nhận được nhau là được. Tại vì tình yêu thì theo anh quan niệm là nó không phải là 1+1=2, và nhưng nó là 0.5+0.5=1. Cho nên là khi hai người cảm thấy chấp nhận được những tính tật
các tính các tật này kia thì mình có thể đi đến kết hôn được, chứ không quan trọng về thời gian. Dạ. À, lúc nãy tại vì em run quá nên em quên, nhưng mà em có cái khuyết điểm là em không có được đảm đang lắm. Em không biết là anh có thích con gái mà không được đảm đang không? Là kinh doanh, nhân viên kinh doanh nhà hàng nhưng mà không đảm đang lắm hả? Dạ. Thì nói chung cái đó thì có thể học được chứ cũng không quá quan trọng lắm. Ví dụ như anh nghĩ sao về việc chia sẻ công việc gia đình với người vợ nếu sau này? Cái đó thì anh cũng sẵn sàng thôi, nếu mà hai người yêu nhau cưới nhau rồi thì cái đó sẵn sàng thôi chứ không quan trọng gì. Giao lưu một gì đó, hát tặng bạn gái cái gì đó. Rồi, bắt đầu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi mình đáp lễ lại luôn con. Em cũng gửi tặng một bài hát đáp lễ. Thật ra thì em có chuẩn bị một bài hát, nhưng mà lại là về Phú Yên nữa. Chờ nắm tay vô đi. Dạ. Cảm nhận đi. À, dạ. Dạ thầy. Đó đúng rồi. Dạ, em xin phép sẽ hát vài câu bài Trách Thân. Thân nè, trách thân nè, thân xeo cái lận đặng nè, mình nè, trách mình nè, số phận có sao hắm hiu, bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa, mà nó theo cái nẩu rồi. Dạ trời. Hết rồi. Bấm hay không là quyền của các bạn, không đồng ý không cần bấm. 1 2 3 hết thời gian. Ủa gì kỳ vậy? Bấm rồi, đúng không? Dạ, bấm hết rồi. Hả? Em trai không bấm. À dạ. Lý do tại sao em không bấm? Cái chương trình là một chương trình nghiêm túc, cho nên là em thấy bạn em thấy bạn nữ thì cũng chưa có cảm động lắm. Em cảm giác bạn nữ thấy chưa đúng đối tượng đó. Có biết bao nhiêu người đang hướng về cô gái và biết bao nhiêu cô gái đang hướng về chàng trai. Chúc hai em sớm sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Em hay bị tự kỷ. Buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à. Lạ nha. Chứ em không có nói chuyện với động vật. Xấu em cũng không có à. Không có. Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bây giờ bạn giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên Phạm Trung Hậu. Năm nay em được 28 tuổi. Em đến từ Bình Dương và hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Hậu làm gì Hậu? Em làm cơ khí ạ. Ý tức là làm cụ thể là gì? Là bên chế tạo máy ạ. À, chế tạo máy móc này kia đó hả? Dạ. Mời em dạ. Gái giới thiệu. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai kế bên ạ. Và cùng mọi người ở dưới khán đài ạ. Em tên là Võ Thị Bé ạ. Năm nay em 25 tuổi, quê ở Kiên Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh online tự do ạ.
Bán gì cơ? Em bán về thời trang với lại nước hoa chị. Hình như em đang sống với ai? Em đang sống với anh trai ạ. Sống với anh trai. Dạ. Những điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hát với lại vui vẻ hòa đồng ạ. Còn điểm yếu của em là bạn bè em hay nhận xét em hay bị tự kỷ. Trời, bốc. Mình là làm việc buôn bán mà tự kỷ dạ, là sao? Không phải, do em có cái sở thích là hay đi xem phim một mình đó chị. Nhưng mà em thích thể loại kinh dị với lại phim ma. Trời đất ơi, rồi coi ở nhà hay đi đâu rạp coi? Đi coi rạp đó chị. Đi coi rạp mà đi một mình? Dạ. Coi phim kinh dị, phim ma không? Dạ đúng là sở thích của em. Trời đất ơi, cô vậy này cũng là cô ghê. Một cô gái rất là cá tính đó nha. Chơi gì nữa không? Hoặc là buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à chị. Lạ nha. Nó có hiểu em không? Em nghĩ là hiểu cho nên nó cười quá trời mà. Ủa nó cười luôn, em thấy nó cười nó luôn giỡn hả? Nó giỡn đó chị. Em nói tiếng người hay nói tiếng khác? Dạ em nói tiếng người ạ. Nói chung em là một cô gái đã gây ấn tượng ngay từ đầu với bên đàn trai rồi đó. Dạ. Em có nói chuyện với gì không? Dạ em không có nói chuyện với lòng dạ. Em có cái điểm mạnh hay điểm yếu gì không bạn trai? Em có tính hơi kỹ chút, ham học hỏi, vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, trung thực, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thương ạ. Tốt. Nhiều dữ ha. Và siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Hay quá vậy ta. Em thì không hút thuốc, không ăn chơi, không cá độ, không rượu chè, không lăng nhăng, đặc biệt em rất là trung tình ạ. Trời ơi, dữ vậy trời. Trời ơi, đâu rồi, thế giới còn sót lại có một người vậy nè. Thì em cũng đâu có gì tật xấu đâu đúng không? Dạ tật xấu em cũng không có à. Không có. Wow. Mình nói một chút xíu về tình trường đi, bạn gái. Dạ, em thì từng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là 1 năm rưỡi. Và em cũng vừa mới đi ăn đám cưới của bạn trai cũ 1 tháng trước. À. Còn một mối tình sau cùng thì cũng là 1 năm rưỡi luôn ạ. Lý do sao chia tay? Do người ta có, nói chung là bắt cá hay tay với chị, quen người mới. Rồi em phát hiện ra rồi cái chia tay luôn. Dạ. Thế còn bạn trai? Thì em hồi đó em cũng có quen một cô gái ở Trà Vinh ạ. Hồi đó em có làm bên quảng cáo buôn bán mấy thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe. Cô gái đó đến hội trường, em cũng có để ý làm quen. Và em quen cũng được là 3-4 năm rồi. Lý do sao chia tay? Lúc đó là chưa chia tay đâu. Cái hồi nhỏ mà còn tính còn chưa vững chạc. Công việc cũng chưa được ổn định. Thì em cũng ngưng tiếp xúc với bên... bên cổ khoảng 1-2 năm sau cổ lấy chồng rồi, cổ cũng ly dị luôn rồi, có một đứa con. Ủa gặp lại không? Dạ không có. Lúc đó cổ chủ động nhắn tin cho em thì cũng muốn quay lại cô ấy, cho nên tiếp tục cuộc hành trình của em khoảng 2-3 năm nữa. Rồi cuối cùng em thấy cô ấy có một cái chút sự lừa dối ở trong đó, cho nên em quyết định không đi đến nữa. Nên em không biết đó là cái mối tình của em không nữa. Đó là mối tình chứ gì nữa. Em chưa được nắm tay, chưa được từng gì hết luôn ạ. Chưa được làm gì hết. Quen từ lúc ta chưa có chồng, tới lúc ta sinh con. Dạ. Rồi người ta bỏ chồng, rồi ta dẫn con, rồi quen nữa mà chưa nắm tay luôn. Dạ chưa. Ôi, vậy em có men không vậy? Em định hỏi rồi đấy. Em gặp cổ em nói chuyện gì? Thì nói chuyện cũng vu vơ chút. Vu vơ? Vu vơ, hỏi em khỏe, nay em làm như thế nào, ăn cơm như ra sao vậy á. Như rất là lâu, nhưng lý do tại sao không nắm tay, không có hôn gì chứ vậy? Tại lúc đó em quen cũng khoảng được 1 tháng, tại hội trường nó dọn đi á. Cho nên em không có ở đó tiếp xúc với cô ấy nhiều. Hello. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Bạn gái bên này hỏi, nhờ chị hỏi giùm em một câu thôi, là em có men không? Dạ men ạ. Men sao làm gì một thời gian dài quá nhưng mà không được nắm tay vậy ta? Tại em có chút khờ lắm ạ. Khờ nhưng mà thí dụ như là mình giống đực gặp giống cái, mình phải sáp vô mình tới bấu víu liền chứ. Mắc lịch sự, em không như vậy được. Em 28 tuổi hả? Dạ. Em trai hay em gái? Em con trai mà. Giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói về nhược điểm của cô ấy, nhược điểm hay ưu điểm của cô ấy? Trời ơi, cái mẫu người lý tưởng của em á. Cái mẫu người lý tưởng của em hả? Nói về chiều cao thì cao khoảng 1m50 đến 1m65 là được. Rồi. Rồi ăn mặc thì đừng hở hang quá. Cũng đừng có cầu kỳ quá hả? Có vẻ thích truyền thống chút xíu dạ, không? Dạ truyền thống một chút, ăn mặc vừa thôi hả? Vừa thôi. Chứ đừng hiện đại quá, em thấy hiện đại giờ em thấy... hại điện quá ha. Không phải, em thấy nó kỳ kỳ sao á. Gì kỳ ông ơi, hiện đại ta đẹp chứ gì đâu kỳ. Không phải, em thấy nhiều cái quần áo á, cái thì hiếu quá trời luôn.
cái thì dư, thì dư dư mô đen mà dư dư mà như cái mền vậy á. còn cái này mỏng, mày mỏng mong manh luôn như cái dễ rách vậy ha. Không, nhìn xuyên thấu luôn. Trời ơi, thì đó như dễ rách. Vậy em không thích hả? Em không thích hả? Dạ không, thấy nó sao sao á. Có khi nào em nhìn cô gái nào mà tự nhiên em thèm, em nuốt nước miếng không? Em dạ cái em... đó thì có ạ. Có luôn hả? Có, nhưng mà em thấy cái gì mà em thèm nuốt nước miếng? Em muốn cái gì thì nuốt nước miếng, nhưng chứ không thèm quá nha. Thèm ăn thịt người ta chết. Dạ. Nhưng lý do sao nuốt nước miếng? Căng à, căng à, à nuốt. Thì em thấy cô ấy xinh quá. Ừ, rồi sao nữa? Sao thèm? Dễ thương quá. Ừ. Gợi cảm quá. Ừ. Có xuyên thấu không mà gợi cảm? À, không. À, đó là hở hang quá đó. À, vừa phải mới gợi cảm được. Thì em nhờ đúng cái hở hang thì mình mới chảy nước miếng. Mà em cấm giờ người yêu em hở hang là sao? Không, ở nhà được chứ ra ngoài đừng có hở quá. Sợ thằng khác nuốt nước miếng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cái điều gì em không thích ở người bạn gái? À, đừng có sống ảo quá hả? Sống ảo là sao, ví dụ? Ăn một bữa ăn phải chụp hình rồi phải đăng lên. Đi đâu đó nhà vệ sinh cũng cầm điện thoại chụp hình. Chứ không được xăm hình, đừng có nhậm tóc. Trời đất ơi, cái gì tùm lum vậy? Ông bao nhiêu tuổi nhưng ông cũng già vậy, cũng non vậy. Trời ơi, được rồi, để tôi nghiên cứu là sao cái mặt thì non choẹt hả ông ơi? Cái mặt nhìn coi như là sủ nhi. Em không phải sủ nhi chị. Ý là tôi nói nhìn cái tướng, cái mặt, nhưng mà ở bên trong nó già chát hà. Theo em, người con gái đạt mấy điểm thì là chuẩn đối với em? Khoảng 7-8 điểm là được. 7-8 điểm là về cái gì mà 7-8 điểm? Dáng. Dáng. Giọng nói. Tính cách, hiếu thảo, lịch sự, lễ phép hay không à? Ồ, dạ, sợ em gái. Bây giờ em nghe chàng trai dạ nói em thấy mình được khoảng mấy điểm? Em tự nhận xét em có thể được 8 điểm thôi đó anh. Rồi, ngon xuất sắc. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. À, mẫu bạn trai của em thích một người ngoan, hiền và thật thà. Em thích một người... Ngoan, hiền và thật thà. Ngoan, kiếm chồng mà ngoan hả trời? Ngoan chi trời? Anh dạ ngoan lắm đó, em thấy không? Nãy giờ nghe anh nói thì đó cũng thấy ảnh... hơi bị ngoan đó. Dạ, gọn gàng, sạch sẽ là ok. Quá sạch được hết luôn á. Vậy được rồi đúng không? Dạ. Tự nhiên kiếm trai ngoan chi vậy? Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Nhà để về dạy người ta hả? Nhiều lúc thì em cũng có thể chỉ cho anh nhiều thứ mà anh chưa từng làm bao giờ. Anh không có thú uống rượu, không ăn chơi, không trai gái, không có cái gì bất cứ gì chân á. Nói chung là ngoan là số 1 rồi đó. Dạ, không hút thuốc là ok rồi. Bé hậu Dạ bé hả? Dạ 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 bé hậu. Bên này bé, tên bé. À dạ. Bên này tên Hậu, gọi là bé Hậu. Rồi. Nay em đi với ai nè? Em đi với anh trai và một người chị của em. Anh ruột hả? Anh ruột ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Thì em là Hoàng Ninh, em là anh trai của bé. Bé rất là cá tính và rất là dứt khoát trong tình yêu. Còn về cái bạn nam á, thì em thấy là bạn hiền. Mới gặp có vài phút thôi nhưng mà em cũng chưa có dám nhận xét nhiều đâu. Em chỉ muốn nhắn nhở tới hai bạn một câu thôi. Có duyên gặp ở trên này rồi thì cứ cho nhau cơ hội, có phận hay không thì cứ đợi thời gian trả lời. Cảm ơn em. Hậu đi với ai Hậu? Dạ em đi với cậu mợ và bé con của cậu. À có cậu mợ ha. Em xin chào chương trình, chào anh chị Cát Tường và Quyền Linh. Dạ chào anh. Em là cậu của Tí Hậu. Nhà bên kia bé. Bên đây Tí. Ở nhà kêu nó Hậu đó. Tí hồi đó giờ nó kêu Tí Hậu. Nó cũng hiền lành, từ nào giờ nó cũng không có bạn gái gì hết á. Cho nên nó nhiều ly, nó nói những cái câu đó ra hôn nó như ông già vậy chứ thật ra nó không phải vậy. Cái tính đó mà nghĩ nó như ông già chứ nó không phải ông già đâu. Nó còn trẻ mà. Dạ. Dạ. Thì nó tính vậy đó, thôi hai bạn gặp nhau được thì tới luôn chứ. Tới luôn không cậu? Dạ. Nhưng mà cậu thấy cháu dâu tương lai vậy được không? Thấy thì được rồi đó. Nhưng mà đó là cậu chấm còn nó nữa. Cậu quyền chấm rồi đúng không? Của Tí Hậu. Nhiều khi cậu được con không được sao? Rồi được, quan trọng được hay không là do cháu nữa. Dạ. Cảm ơn dạ cậu. Mở màn nha, mạnh mẽ lên nha Hậu. Cố gắng lên nào. Tìm người yêu thôi. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh có bó hoa dạ, gửi. Cảm ơn. Anh thấy chiều cao của em đủ tiêu chuẩn của anh chưa anh? Dạ đủ à. Dạ đủ. Em nhìn anh không nghĩ anh 28 tuổi luôn á. Nhìn anh trẻ quá. Anh cũng nghĩ vậy anh. Trời ơi, tự tin dữ.
Cảm nhận lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy như thế nào? Anh hiện trong lòng rất là hồi hộp. Nhiều khi nãy giờ em anh cũng run quá trời luôn. Em nhìn dễ thương, cũng hiền. Cô này không có hiền đâu. Cô này không có chút lắm. một chút hiền, một chút dữ à. Anh thấy chấm cho em được mấy điểm rồi anh? Khoảng 7 điểm rưỡi rồi. Xạo quá. Dạ thiệt ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Em có 3 điều muốn hỏi anh. Em cứ anh hỏi. Có ăn cay được không? Ăn cay ăn được ạ. Anh có thích ăn hải sản không? Hải sản được luôn. À vậy anh về chung đội với em được đó, quê em ở dưới biển. À anh thì hết ăn món ngon, em nội trợ tốt hả? À em nấu ăn cũng ổn anh. Nói chung nội là... trợ tốt là anh phái lắm. Cô gặp nhau nói chuyện tình yêu, chuyện ăn vậy. Tới vô chuyện tình yêu đàng hoàng chứ ăn uống gì đâu đây. Em thấy anh sao không? Có hợp với em không? Rồi tấn công liền thử thôi. Dạ. Anh thấy em thấy em thấy anh như thế nào? Yêu cầu của em là hiền. Thật thà thì em nhìn thấy ở anh đều có những điều đó. Mới gặp lần đầu tiên thì em cũng không dám đánh giá nhiều. Em với anh có thể tìm hiểu sâu hơn mới mình mới hiểu rõ nhau hơn nhiều được. Hẹn hò sao? Đứa ở Bình Dương ở thành phố Hồ Chí Minh đó, rồi ông kia không biết đường biết xá gì rồi đi chơi sao? Dạ có Google Maps là chị. À nếu mà mình tiến tới nhiều hơn em muốn xin được mấy đứa? Theo tiêu chuẩn thì em tỷ sinh từ 1 tới 2 con anh. Dạ như vậy là ok rồi. Nãy bạn gái đó nói hỏi bạn trai 3 câu mới hỏi 2 câu à? Dạ câu cuối cùng em đang chuẩn bị, câu cuối cùng em hỏi anh là anh có thích em không? Anh có thích em không? Thích chứ. Cảm xúc của anh về em thì trong lòng anh thì rất là ok rồi. Nhưng dạ. Mà về sau thì mình tìm hiểu chứ mình sẽ hiểu rõ hơn. Hỏi nếu mà anh về với em thì em nói chuyện với chó hay nói chuyện với anh? Em yêu hú giặt như vậy. Về nhà em nói chuyện với ai nhiều hơn? Nói chung thì lúc mà chưa có bạn trai thì thời gian rảnh thì có thú cưng thì em lại thích nói chuyện với thú cưng. Nhưng mà nếu mà có bạn trai rồi thì mình phải dành thời gian cho bạn trai mình nhiều hơn chứ. Ủa nhà mình nuôi mấy con ạ? À nhà em chỉ có nuôi một con thôi. Một con được chứ nhiều con chắc không nói chuyện nha. Không. Một con anh chiến đấu với nó nổi phải không? Nhiều quá anh thua phải không? Dạ đúng rồi. Nếu mà có anh về chắc là nó bị bỏ qua một bên rồi đó. Nghĩa là anh em ưu tiên anh nhiều hơn chó đó. Ưu tiên hơn là ok rồi. Chứ người vẫn chơi vui hơn chó chứ. Đột nhiên nói chó xong nó cũng kỳ kỳ sao. Cún ha. Cún này cún này chứ chó nghe nó. Tự nhiên nó càng càng cún nó kỳ quá. Thôi bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một bài đi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Tới em đó. Em hát một đoạn thôi nha anh Linh. Dạ. Tiến tới gần hát cho vui. đứng sát đó à, sát vô. Tấn vô mờ. Dạ. Tại em đứng gần quá anh ngùng quá anh hát không được anh. Kệ quá anh ơi. Tập từ từ quen đi. Nhìn thẳng vô mắt luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cảm ơn nhé. Tập này ổn ạ. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha. Dạ. Em thấy tim mình có rung động không? Dạ rung nãy giờ rung và hồi hộp lắm. Hồi hộp dạ. Đúng không? Rồi. Tí ráng lên nha tí. Dạ. Đây. Nếu bấm nút là chúng ta bắt đầu có nụ hôn đầu tiên đó. Được không? Dạ được ạ. Biết hung không? Chắc giờ biết. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bạn trai kìa. Nói với anh trai điều gì đi. Hứa với anh trai điều gì đi. Em hứa với anh là em sẽ chăm sóc và lo lắng cô ấy nhiều hơn như ngày hôm nay à. Và em xin xin hôn cô ấy. Em hỏi ý kiến của em gái anh, xem nó có cho hôn hay không. Nếu mà cho rồi thì hai đứa cứ dắt nhau đi về. Dạ em xin cảm ơn. Thì được. Sao anh nhận được anh? Không chán rồi. Bạn ấy nói hùng mình chán. Không có được. 1 Bạn lĩnh lên. Trời
trời ơi. Cô ấy quay qua. Quay qua thì đúng rồi, quay qua cho em hung đó. Trời quay ơi, qua không chạy quay hả? Quay qua hung chúng mau gì. Ủa chúng mau là bị gì? Cô ấy quay em, qua. Em đứng im. Hung thì nhỏ không được, phải hung lâu lâu chứ. Mừng lợi nè, chị nào nói bu thôi mới thôi nha. Từ từ. Để im, để im. Để im, để im. Nhón dữ vậy. Cao quá. Cao quá. Tao hôn cứ bình thường đi xong rồi cứ cao quá em không. Cao thì hôn thấp xuống. Không có nhón nha. Không có nhón. Được không? Dạ, ba được cái. Giờ nhắc lại cô đó tên gì? Tên Bé. Còn em tên gì? Em tên Hậu. Bé Hậu. Rồi chúc mừng các bạn. Dễ thương lắm. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn nha. Đến đó xem phim để yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn nha. Đây chị Tường gửi quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa. Đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Dạ. Má cũng vui sớm cho anh chị nha. Dạ em xin hứa đó. Hứa nha, dạ, cố gắng đó. Hứa dạ, đó, anh làm chứng đó. Nắm tay, nắm tay. Trời ơi đó. Mừng quá. Cụ già đã có được người yêu. Tới sao bây giờ thì em vẫn đang độc thân. Mối tình sâu đậm nhất của em là một năm. Nhưng mà chưa gặp mặt lần nào. Gì chất quốc vậy? Em ăn cái gì cũng nhanh hết á. Hình như là ngược hết với em luôn á. Làm việc gì cũng chậm hết. Hung gì đâu mà nhón thế ớn luôn à. Lời quá, hung được ba cái rồi gì nữa. Như vậy là chúng ta đã có cặp đôi đầu tiên đồng ý hẹn hò. Hy vọng rằng những điều hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em gái. Rồi. Mời bạn nam. Rồi. Dễ thương thôi, quá. Em gái giới thiệu cho mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Vũ Thị Duyên, năm nay 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em là gia sư tại nhà. Em dạy toán lý hóa cấp 2 ạ. À rồi, dạ. Đi làm gia sư ha. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tuấn Anh, 24 tuổi. Hiện tại em đang ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc lái xe, ráp. Ráp 4 bánh anh. Trước đây thì em làm công việc gì? Dạ, trước đây em đi bộ đội xong về học lái xe ra chạy taxi Mai Linh được 1 năm rồi sau đó gia đình mua xe em chạy ráp. À. Dạ. Em thấy mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu gì trong cuộc sống? Dạ, điểm mạnh là phụ giúp gia đình, ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ. Điểm yếu là ăn nhanh. Em ăn cái gì cũng nhanh hết á. Hình như là ngược hết với em luôn á. Em sao? Còn em thì sao? Em ăn rất là chậm. Làm việc gì cũng chậm hết. Em mà đi tiệc á, em ăn là thế nào về nhà cũng bị đói à. Tại người ta ăn xong rồi em mới ăn. Bây giờ em hãy cho biết cái tình trường của em chút xíu đi. Trước khi em đi bộ đội em có quen một cô ấy. Nhưng mà trong thời gian quân ngũ á thì cô ấy không chờ đợi em được. Thì cô ấy cũng đã lấy chồng. Dạ. Cũng còn nghiệm ta thời xuân xanh. Và tới bây giờ thì em vẫn đang độc thân. Có khi nào trên xe có cô gái đẹp rồi tâm sự chia sẻ với cổ không? Dạ không anh. Đối với em quan niệm rõ ràng, khách là khách, mình là mình. Kết thúc chuyến xe chào hỏi khách vui vẻ vậy. À dạ. Cũng tốt ha. Rồi bạn gái, cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em đặc biệt là nói chuyện rất hợp với mấy người già, người lớn tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Và còn điểm yếu của em á là ăn chậm, làm việc chậm. Với lại mọi người nhận xét em là hung dữ và khó tính. Gì kỳ vậy? Chẳng cái gì cũng chậm chậm mà hung dữ khó tính chỗ nào? Em mà đi dạy bình thường em rất là hiền. Nhưng mà bữa đó mấy đứa dặn là về nhà làm bài tập mà không làm là em nổi khùng lên, em chửi dữ lắm. Chửi thì sao? Cô dặn bao nhiêu lần rồi sao không làm bài tập về nhà? Rồi vậy sao học? Đó vậy thôi. Vậy cũng đâu có gì đâu dữ. Vậy mình răng đe học trò. Vậy học trò mới sợ cô chứ. Mà mấy đứa nó sợ cô không?
Dạ có. Sợ vậy là tốt rồi. Dạ. Học trò phải sợ mình dạy mới được chứ. Dạ. Cái đó không thành vấn đề đâu ha. À, mấy bạn nhận xét em dữ lắm. Vậy hả? Vậy chắc còn cái gì dữ hơn nữa đúng không? Em cũng không biết nữa. Tình trường thì sao? Em trải qua 4 mối tình. Bốn mối tình dữ sao sao cái mối tình 23 nào? 23 tuổi 4 mối tình là cũng dữ rồi quá. Đó. Mối tình sâu đậm nhất. Nhất của em là 1 năm nhưng mà chưa gặp mặt lần nào. Gì chất quốc vậy, năm chưa gặp mặt lần nào sao gọi là mối tình? Dạ là thì yêu đồng ý quen rồi chị. Trên mạng á hả? Dạ cái anh đó là anh của bạn em, cái anh thấy hình, cái anh xin số điện thoại, anh làm quen xong rồi đồng ý quen, rồi anh cũng hứa là anh vô đây đi làm, cái xong rồi cuối cùng anh không vô, anh kêu em về quê nhưng mà ba mẹ em ở đây hết rồi nên em không muốn về quê. Chưa dạ. gặp mặt nhau lần nào? Dạ đúng rồi. Không ở đâu lẫn? Dạ ở ngoài Thanh Hóa chị. Là chưa có vô đây lần nào hết, thăm dạ, nhau chưa. Là chia tay luôn rồi? Dạ chưa. Trời ơi là trời, một mối tình rồi. Mối tình nào mà gặp mặt rồi mà sâu đậm nhất? Dạ mối tình cuối cùng. Cuối cùng gặp mặt rồi sâu đậm nhất là 3 tháng. Trời đất ơi, rồi làm gì trong 3 tháng đó được cái gì rồi? Gặp nhau được 3 hay 4 lần gì đó. Tại vì anh đó là làm trong quân đội, anh gọi là y như kiểu vô tâm á chị. Rồi cuối cùng là em kêu giờ anh quyết định đi, một là quen nữa, hai là chia tay. Anh chọn chia tay nên là em chia tay luôn. Trời đất ơi. Thôi bỏ qua đi em ơi. Nghe dạ. cuối cùng thấy buồn không quá. Có mối tình với em nào nó sâu sắc hết trơn á. Bạn nam hát tặng bạn nữ hoài cho nó xôm không khí lên coi. Bạn nữ tình duyên lận đận quá. Bắt đầu. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa vời. Cảm ơn. Thế giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em trai? Đơn giản, chung thủy, là một phụ nữ truyền thống, không màu mè, không cầu kỳ. Vậy thôi. Cao thấp mập ốm. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được rồi. Em có 1m50 anh ơi. Không sao đâu, anh bù rồi. Anh bù gì được. Anh bù chiều cao cho. Cắt chân qua chị. Rồi còn gì nữa? Em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Rồi. Trời ơi. Được. Cảm ơn em nha. Để qua anh coi coi đẹp không. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Cũng hơi giống giống. Rồi em gái, em dạ. có mẫu hình lý tưởng nào về người chồng lý tưởng của mình? Dạ bố của em ạ. À. Bố của em ạ. À. Sao biết này giống bố em ta? Bố em như thế nào? Bố em coi. Bố em nói chung là một người đàn ông của gia đình, bố rất là yêu thương gia đình. Ừ. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ em có hay cãi nhau á, nhưng mà sau tất cả thì vẫn quay lại. Anh xin lỗi. Không sao không sao, cần không sao, cứ nói đi em. Em hơi nhạy cảm, là bố mẹ cãi vã thì đêm đêm em nằm em hay buồn lắm. Thấy bố mẹ mình như vậy em buồn lắm. Nhưng mà em không dám nói trước mặt bố mẹ em, tỏ ra mạnh mẽ. Có một lần em nhớ có lần lúc đó em đang học 12, bố mẹ cãi nhau định ly dị luôn. Em nói là giờ bố mẹ ly dị thì con nghỉ học, không đi học nữa. Sau đó là bố mẹ mới ngồi lại nói chuyện với nhau á, mới quay lại. Tại vì mẹ nhiều lúc mẹ bố em đi làm xa, cái mẹ em hiểu lầm là bố em lăng nhăng hay này kia. Nhưng mà em biết bố em là người rất là chung thủy. Nhiều lúc bố không dám nói với mẹ, nhưng mà những buổi tối em với bố coi đá banh hay là coi tivi, coi phim hoặc là ăn cơm thì bố đều tâm sự với em. Bố nói là đôi khi mẹ hay làm quá vấn đề, nhưng mà thực ra là bố rất yêu mẹ nên là bố sẵn sàng bỏ qua, không muốn nói. Tại vì nếu nói ra thì gia đình sẽ có cãi vã và không ấy lại được. Tại vì lúc nóng giận thì mình nói ra những lời á, có thể gây tổn thương đối với người khác. Và em muốn một người yêu của em giống như bố em, tức là chung thủy và dạ. sẵn sàng nhường nhịn bỏ qua như là bố em đã bỏ qua cho mẹ em, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chàng trai thấy được không? Được đó anh. Được đúng không? Dạ. Rồi mình có thể hỏi thăm ý kiến người thân cái đã. Khoan cho em qua coi chàng trai bên kia cái đã, đang còn xúc động với câu chuyện của cô gái nè. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào?
Chị hỏi anh coi có uống rượu hay là thuốc gì không? Em không có chịu được mùi thuốc tại vì nhà em không ai hút thuốc hết. Chào chị. Rồi chào em. Đó, em nghe câu hỏi của bạn gái rồi đó. Dạ. Em trả lời đi. Em thì từ nhỏ đến lớn là thuốc men, rượu, chè là không bao giờ em nghiện ngập bất cứ thứ gì. Đặc biệt là em tài xế nữa. Khi đã lên ôm vô lăng là không bao giờ, dù có nể nang lắm hay là có đi tiệc tùng với khách khứa mời em vô em ăn một miếng hai miếng là xong, em đứng dậy em chào về. Rồi vậy dạ. Tốt rồi ha, yên tâm rồi ha. Còn dạ. Gì nữa không? Dạ cao, ngoại hình cao trên 1m7 đi. Cao, tại nhà anh này em cao. Ai cũng cao hết á. Anh này cao em luôn ạ. Rồi gì nữa? Dạ nói chung biết quan tâm gia đình như anh nói là được rồi. Em có định sau này em phát triển kinh tế em làm gì thêm để tăng thu nhập khi mà có vợ có con không? Dạ em cũng dự định mở một quán cà phê rang xay á tại nhà rồi nếu mà lấy vợ về cho vợ phụ giúp, bạn bè em cũng đông nữa. Là mình sau này lập gia đình là mình sẽ ở với ba mẹ luôn đúng không em? Dạ, là làm dâu đúng không? Sao cũng được chị, ba mẹ cũng chia đất cho ba chị em trong nhà, ai cũng có phần hết rồi. Thì nói chung là vợ chồng tự lực đó thì có đất sẵn đó thì tự đó mà làm nên sự nghiệp thôi. Rồi ok, chị thấy vậy là cũng ổn định rồi đó. Cặp này chị thấy được. Giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và hai bạn thân ạ. Chào hai anh Si. Dạ chào cô. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường, à, chào quý vị khán giả. Chào bạn trai bên kia. Chào cô. Cô thấy là bạn trai bên này thì cũng hiền, tính cách cũng được. Thì hai cô anh mà thấy có duyên thì hãy cho nhau cơ hội trên hết. Dạ, anh cảm ơn ạ. Cảm ơn. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ và em trai. À, có ba nữa, dạ. Có mẹ nữa. Trời, rồi, chào chú. Cô chú. Con chào cô chú. Vâng, xin chào chương trình và chào... em xin Quyền Linh, chị Cát Tường. Yeah. Nói chung ở nhà thì tôi thì bộ đội nghỉ hưu. Tôi gốc của bác là người Nghệ An. Cho mình đi năm 82, năm 90 là ở Đông Nai thì lên đây được 5 năm rồi. Nhờ chương trình đây là gọi như để hai cháu gặp nhau, đấy là cái duyên rồi. Thì hai cháu cho cơ hội nhau là bấm nút thì ta tìm hiểu từ từ. Thì bên này khuyết điểm cái này thì bổ sung bên kia. Yeah. Bởi vì mình tìm ở ngoài đời nó khó lắm. Được cái này mất cái kia rồi là giá cảnh người này người nọ khác kia tên thì mong hai con nó bấm nút rồi là họ hẹn tìm hiểu tiếp. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai bé gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi. Wow. Mà em có món quà tặng em. Dạ. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. À. Đó là xe mô hình thôi. Vậy thôi hả, chứ có gửi gắm gì vô cái chiếc xe đó tặng cổ không? Thì mỗi khi em lái xe trên đường thì bạn nữ nhìn vô chiếc xe là biết em. À, anh có thấy trên bó hoa của em có gì đặc biệt không ạ? Rất đặc biệt luôn đó, nhìn kỹ đi. Cái gì? Nhìn hoa. Trời ơi, ông nhìn cái hoa mà ông không thấy gì đặc biệt hả? Nó có hoa gì ở trỏng? Có. Đây nè. Trời ơi. Hoa hồng nè. Hoa hồng nè. Rồi các loài hoa nè. Đó, rồi có cái này đó. Cái này là cái gì nè? Xà lách nè, xà lách nè. Rau xà lách á anh. Rồi, rau xà lách. Dạ. Xà lách bắp cải gì đó. Cái này là gì? Đó là dưa hấu hay sao? Cà rốt. À, cà rốt. Cà rốt. Dạ. Đó, nó đặc biệt ở chỗ đó đó. Mày hỏi cô ý cái hiểu ý nghĩa không? Ý nghĩa em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về chỉ ăn rau củ không đó. À, là ăn chay á hả gì? Thì hỏi cổ đi chứ sao chị biết được. Ý là ngoài tình yêu ra thì chúng ta phải chăm sóc một cái vườn rau cải trong gia đình ha. Hay là cho dù đẹp cách mấy nhưng cũng phải có cái ăn được. Có thật mới giật được đạo. Ước mơ sau này của em á là có một vườn rau, trồng hoa. Và ước mơ lớn nhất mà trước giờ chắc bố mẹ không biết đâu là em muốn mở một cái nông trại trồng rau. Nên là em muốn tặng bó hoa này mang ý nghĩa đó thôi. À,
trồng quả hồng thì khó chứ trồng cải xà lách đơn giản mà em. Dạ đúng không anh? Dạ. Không, em trồng nhiều loại hoa lắm, em thích trồng nhiều loại lắm mà tại vì ở nhà em thì cũng là vào đây đi lập nghiệp thôi nên là chỉ có đủ đất để xây nhà thôi em chỉ trồng thêm rau thôi chứ không có trồng hoa. Rồi hai đứa nói chuyện rồi. Đi về rau củ quả gì để sau đi, chút tôi xào gì này cho em thấy anh sao. Nếu mà qua cách nói của anh á thì em thấy anh là một người quan tâm gia đình giống như em, tại vì em quan niệm á là gia đình là nhất. Quận 9 với Bình Dương sát nhau mà em ở Bình Dương chỗ nào? Em tuốt ở trên Bầu Bàng lận. Mà cái hướng nhà em là quốc lộ 13 đi thẳng đúng không? Không. Hướng nhà em là hướng lên Dầu Tiếng, hình như là đường DT 749. Em nhớ là vậy mà em cũng hỏi đường rõ. Sao đi vô chuyện tình yêu đi, nãy giờ nói rau củ quả với đường không à. Nếu như em có vợ thì em sẽ làm lo lắng gì cho vợ? Thì quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi phụ vợ làm việc nhà đồ. Còn vấn đề con cái thì vợ lo. Hả? Sao vợ tự lo được? Anh thì, cũng phải phụ thì chứ. Thì cũng phụ một phần nào đó thôi. Phụ được cái gì phụ thôi chứ còn dạ. Anh không có quan niệm cái gì hết. Dạ nói chung là em thì nghĩ là trong gia đình á thì ai cũng làm được hết, nam cũng như nữ, chồng cũng như vợ, thì ai cũng phải chăm sóc con, gần gũi con. Tại vì khi nó lớn lên á, mà cái mà bố mẹ mình thể hiện á, mình làm sao á, là nó học y chang vậy à. Lúc vợ sinh thì em làm gì? Em sẽ phụ giúp mọi công việc có thể. Ví dụ? Ví dụ như chợ búa rồi đi... mua mấy cái đồ lặt vặt cần thiết. Rồi khi con khóc hay là con gọi là đáy dầm á thì anh làm sao? Anh có thể thay tả cho con giúp em không? Có, anh có thể làm được. Chỉ có đẻ cho em là anh không làm được thôi. Em nói chốt vô câu đó. Vậy đi, cái gì anh cũng phụ em được đó. Hết á. Cái gì anh cũng phụ được đó, hết. Cho nó dứt khoát rõ ràng. Ở nhà em á, lên chỗ anh chắc cũng phải hơn 2 tiếng. Thì một tuần anh có thể lên thăm em bao nhiêu lần? Khoảng cách xa gần anh không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thật sự. Tại vì khi em yêu em hay tin tưởng người ta dữ lắm. Chia tay mới phát hiện ra người ta có người khác. Không yên tâm đi, anh tin em này. Em thấy tính cách nãy giờ không? Rất là nhút nhát. Đây mới là người chung thủy nè. Dạ. Vấn đề là tình yêu có đủ thăng hoa dạ. Để nhớ nhau, để yêu nhau, để đến với nhau hay không thôi. Em nhìn cô gái đi, em thấy có rung động gì với người đối diện không? Có anh. Em thích cô gái không? Em thích mẫu người như này. Thích điều gì ở cô gái ấy? Sống giản dị, tình cảm. Trên gương mặt cô ấy thích gì? Phúc hậu. Thích nụ cười không? Có. Bên đây đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bước tới được em gái? Dạ khoảng 1 năm đến 2 năm. Khoảng 1 năm, được dạ. Ha? Dạ, được. Bố em đồng ý đâu mà. Và bây giờ nhắm mắt lại cho các bạn, kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm mà em. Có bấm không em? Có. Mời em gái. Thôi nắm tay nhau đi nè. Quay cái này ra cho nó đẹp nè. Bây giờ xin phép đi nào. Xin phép cô cho con được hôn em. Đó, gật đầu đó. Thấy được không? Được. Thấy lòng mình nó gọi là rung động không? Rung này, động. Chàng trai này hiền lắm á nha. Cố gắng giữ lấy nha, anh ấy thật tình lắm đó. Dạ. Đây, những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn nếu có dịp đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cảm ơn. Đây, thì Cát Tường gửi tặng hai bạn. Đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Quà tặng của các bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Nắm tay nhau đi. Rồi. Giỏ hoa kìa, hỏi hoa và bắp cải đây. Nữa kìa. Em chuyên tất cả các loại về dừa như thế là dừa tươi,
dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa, dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ dừa. Biệt danh em là Thánh Dừa. Phải sạch và phải thơm nữa. Pha lên coi có thơm không nhé, này chưa biết nha. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Oh, wow, 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 ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow, 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 wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình. Và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á. Thì em quan niệm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể điểm mạnh rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi. Chửi nồi niêu son chào. Là chửi, chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà không có gì hết chị. Chị đi lên mình chửi như vậy thôi, chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh, điểm yếu của bạn nam là gì nè, Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn. Thì xe hàng của em bị hư không lên được, nên là không có hàng đưa lên đây. Để mời anh lên đi. Ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Đúng rồi, mứt dừa, nước dừa. Không có trái dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Thấy dừa gì kỳ quá à. Phải có nói chung dừa là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính. Nóng tính. Nóng mà này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, như mình phải nhìn nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. Vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì nó hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe, không có tật xấu gì chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên, và mình thì đang bắt đầu từ nghĩ công ty ra mình kinh doanh. Thì nó gặp đôi chút khó khăn, thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình cũng phải tập trung cả. Cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. Tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Mình thì có một thể lực rất tốt thì mình có thể đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa, thấy đàn trai ngon chưa?
Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao rồi. Mà qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, chê đàn trai, đẹp có quyền ơi. Đúng, đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương đúng dừa à. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Cho em thử, muốn chị. Thử gì? Hít đi đây đó, nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 nào, hít thở thôi. 5 hít 6 thoải mái vô. 7 8 hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10 11 12 12 cái nha. Em chim về chân thôi. Được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nó không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? Em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên đó chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi, phải khỏe nè. Khỏe, chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Phan Linh coi cô thơm không nhé, chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%. Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quyền Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này được ok, xinh. Nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập. Và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp. Không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc, ok. Cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi, cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cũng tại em cũng có món quà tặng anh. Tại anh của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. Anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đấu là một kết hợp với để đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn, niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch, nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không. Này hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi, sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng em đi vòng vòng luôn đó. Em hửi coi có thơm không. Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không.
Dạ không, không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đâu quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh không nghĩ như vậy nè. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, Rinh cô này về được làm vợ mình. Rồi lúc đó đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy. Thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chả làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? À, em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em hát được một câu thôi. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hết được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm á. Cái đó là do bé Hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái. Nó thơm chán đi anh. Thơm chán. Yeah. Không được. Thơm chán tức là hôn con, em hiểu không? Có. Hôn mẹ. Nó kêu nghe cái chốc luôn nha. Như vậy là cũng chúc mừng. Tuyệt vời lắm nè ha. Đây là chiến vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Các bạn đến đó để xem phim, để tìm hiểu nhau nha. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Niệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Và đây là một phần quà hết sức là bự, một chiếc máy TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu như các bạn kết hôn với nhau. Đó. Rồi. Hãy đưa cô gái xem phim đi bạn nào. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Xin chào. Em cảm ơn ạ. Hãy nắm chặt tay nhau, đừng buông tay nhau ra nào. Đẹp đôi đấy. Đẹp đôi. Chàng trai có vẻ nhút nhát chút xíu, cô gái có vẻ mạnh mẽ chút xíu. Chúng ta tin rằng hai bạn ấy sẽ bổ trợ cho nhau và hạnh phúc đang chờ đợi họ phía trước. Còn bây giờ thì sao nào? Chúng ta lại tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Xin mời. Em không có mập, em chỉ mẩm mỉm đáng yêu mà thôi. Ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Có gì em ghét nhất ở đàn ông? Thôi tí thôi. Như là tóc dài. Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Mời bạn nam. Xin mời bạn nữ. Xin chào. Rồi em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hồ. Long Hồ Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang. Dạ, em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ, gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng.
Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á, em mới cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Cái nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? À, nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó, tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chính chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn. Dạ, hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ, em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó. Ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em là em thích nấu ăn. Lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Và làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì em là... Thì thí dụ vậy đó. Dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ, khuyết điểm của em á, thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mỉm mỉm đáng yêu mà thôi. Đúng rồi. Không sao cả. Dạ, khi mà ngủ á, em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn. Bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không. Nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn lại. Vị trí em nằm ban đầu hơn nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình ạ. Quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không trọng quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại. Nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi, khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ, yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được. Nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá. Nhìn sẽ như giống như số 10 vậy đó. Đừng có cái bụng to quá. Tại vì em cũng tròn, bạn nó cũng tròn. Đôi khi là mình là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Thôi coi. Sao bụng vậy? Bụng ở đây ngon, cũng tròn do. Được không em? Dạ, anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn, bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng anh? Sang như thường cũng á. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tươi sáng. Tức là có quăng của đệ đó. À, rất là dễ thương. Tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập Tứ ạ. Anh, nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ, nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ 27 tuổi. Em chị thấy được. Quan trọng là sáu mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có thôi em trai. Em không thích là em không nói luôn. À, im luôn đúng không? Thấy chưa? Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói tí. Hói mắc mới gì hết. Mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn. Hết hói luôn á, tôi thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Tứ đô tường thì em không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu. Và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Thì uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít.
là đô mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lái gai đồ. Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải người ta nhậu thôi. Bảo đảm là mình là trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? À, cái này không hút thuốc. Nhỏ lớn giờ không hút. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh, vui vẻ, đẹp trai. MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được hai bằng rồi đó. Thạc sĩ, nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa. Như vậy cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ, đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc đồ này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ. Nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt một tuần lễ, có thể nó đi hết là 6 ngày đó. Có khi thứ bảy chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc. Nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào, hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được, nhưng vẫn phải chung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy, thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì nó vui hơn, hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy à. Nói chung ban ngày việc ai nấy làm, miễn dạ. Sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy là đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hả? Rồi, hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai, đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với anh họ ạ. À, có mẹ nữa. Dạ, con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối với tôi, chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con, tôi sẽ ủng hộ. Tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái thôi một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Đó, điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Trời ơi, thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Anh chào em. Em chào. Lần đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hung nhau bất ngờ đi. Được, anh có nghe. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác cái khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên, có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Thế nhiều anh đi sáng đi chiều về, hoặc là đi hai ba bữa thì chóng rồi anh đi về thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. Ba, 2, 1. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào.
Xin phép bác mình hôn em gái đi. À, dạ, cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ, con cảm ơn ạ. Chúc mừng hai rồi. Bạn đây, những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cineplex 212 Lý Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Và đây, chương trình xin gửi tặng các bạn mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc mừng.